Trời chuyển mưa các bạn, bữa nay mình thấy là ổng gầm các bạn. Ổng gầm bữa nay mình tranh thủ dẹp mái cài đắp bờ thôi nha. Ngày hôm nay trời mưa rồi các bạn, ngày mai tranh thủ mái cài đắp bờ. Isuki các bạn, TS2810 các bạn, chuẩn bị là dẹp cài đắp bờ. Ngày mai có mái cài sớ rồi, ngày mai có máy cài sới rồi các bạn. Này đắp bờ này của ruộng của ông Phong các bạn. Ông Phong bữa nay mình bốn ruộng rồi, mộng bữa nay ta bỏ rồi các bạn, mộng các bạn thấy ruộng mộng ta bỏ rồi, lại ông Phong các bạn. Bữa nay ngày mà chắc hình như ruộng của ông mộng thấy ta bỏ rồi các bạn. Này ba trở lại ruộng của ông Phong bốn ruộng. Năm nay là mùng 20 tháng 10, ngày mai có xạ lúa rồi. Việc tranh thủ ngày mai, trời bữa nay bão cho tới các bạn. Ngày mai chuẩn bị bữa nay bão cho tới rồi. Ngày mai chuẩn bị bắt đầu có thể cài sới đất ruộng nước các bạn, ruộng nước. Là cho chính là chiếc máy cài SK các bạn, hình như là chiếc của anh Lộc các bạn. Lộc bữa nay đang lái máy cài các bạn. Này là hình như là chiếc của ông Lộc. Lộc bữa nay đổi máy cài Isuki các bạn, màu xanh nhá. Này hình như là chiếc của ông Lộc ha nha. Này năm nay là nhìn thấy là có cái đường mương giữa các bạn, mình thấy qua được rồi các bạn. Không có chiếc máy của anh Đạt thấy bắt đầu có cái đường mương giữa các bạn, bắt đầu ta đào đường mương các bạn, đường mương giữa. Mày xem chưa các bạn, nó mới đắp rồi các bạn, nó bên đây dưới bên đây luôn, ở trong xung quanh một cái hàng chuối các bạn, hàng chuối rồi dài dài luôn. Đã hết rồi. Rồi sao mình quay chiếc máy cài Isuki các bạn. Qua xem đang lái nha. Hôm nay vụ các bạn, bữa nay tháng này vụ, bữa nay vụ xạ lúa mùng 20 tháng 10. Ngày mai vụ xạ lúa rồi. Ngày mai có máy cài sới các bạn. Nhớ ai ta, thằng Việt đang xịt cỏ các bạn, xịt cỏ. À như cầm cái cây này là cần xịt thuốc các bạn, xịt thuốc cho cái cây cỏ chết các bạn. Hình như là cần dài các bạn, hình như là cần xịt thuốc các bạn.
thấy anh Việt ăn xịt là ba cái cỏ dặn cho chết các bạn. Không thấy anh Việt ăn xịt là cỏ các bạn, xịt cỏ. Này chạy bò lá gai các bạn, chạy bò lá gai không chấm chạy lẹ các bạn. Hôm nay tại cánh đồng bữa nay bắt đầu chia sẻ là đó chính là Thái miền Tây, người bạn tốt người nông dân các bạn, người bạn tốt người nông dân cho hộ gia đình các bạn. Ngày mai có ngày 18 tháng 10, ngày mai chuẩn bị sẽ may áo dài cho máy cắt các bạn. Hậm mới vẽ cái hình bạn với mà áo dài các bạn, áo dài trắng quần đen á, thấy là bạn với hậm mới vẽ rồi. Thảo chị già với Ngọc Tiền Lớn các bạn, với chị Tiền các bạn. Xong rồi hình như là có chị Tiền Lớn các bạn, thấy hình như ta mặc cũng áo dài trắng quần đen các bạn. Ngày lâu nhưng mà không mặc vô, ta mặc cái áo dài này. Nhìn thấy chị Tiền các bạn thấy bắt đầu này như có mặc vô hay là chưa, nhưng mà chắc có thể hay là mặc cái áo dài này của chị Tiền các bạn. Chị Tiền bữa nay có ngày mai tranh thủ về mình sẽ mặc áo dài vô các bạn, để chị Tiền có thể mới mặc vô rồi mới cà trở lại các bạn. Chị Tiền bữa nay bắt đầu cho một cục mặc áo dài trắng quần đen, thấy chị Tiền Lớn các bạn. Hình như sao hổng giờ chuẩn bị sẽ mình mua áo dài cho chị Tiền các bạn. Mình mua áo dài cho chị Tiền mặc vô các bạn, là áo dài trắng quần đen. Rồi sẽ mình coi chị Tiền Lớn ngày mai có thể mặc vô hay là mặc chưa. Ngày nào cũng mặc bộ đồ áo dài các bạn. Phía trên thấy thằng Việt đang xịt các bạn, đang xịt xịt cỏ các bạn, để cho chết nha các bạn. Bữa nay tự làm sạch việc cỏ trên ruộng cánh đồng các bạn. Bên đây chiếc máy cày Isuzu TS2810 lắp bờ đường mương các bạn, với chỗ cái mương này